សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រគុណម្ចាស់និងប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីគោរពវិលមកកាន់កម្មវិធីបកស្រាយសំណួរចម្លើយដែលតេតតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌អរិយធម៌សភាសិទ្ធជាដើមដែលមានខ្ញុំប្រកាសអំណាចខ្ញុំបាទឡុងវិធីជាវគ្គមិនហើយជាអ្នកធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយទៅនឹងចម្ងល់របស់អរលោក ដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសអំណាចខ្ញុំបាទបានទទួលសំណួរពីប្រិយមិត្តលោកជេងស័កដែលជាអ្នកប្រទេសនៃភាសាជប៉ុនប្រចាំតំបន់អង្គរដែលលោកបានសួរខ្ញុំទីតទៅសំណួរសួរថាលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរលោកគ្រូមួយសំណួរដែលទាក់ទងអំពីបាយសីតើបាយសីនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយតំណាងអ្វីបាទសូមអរគុណលោក ជាស័ក្តិដែលបានសំណួរសួរសំណួរមួយនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសំណួរមួយដ៏ប្លែកហើយល្អបំផុតបាទសូមលោកស្រាវជ្រាវបន្តពីការបញ្យល់នៃការបកស្រាយនៅពាក្យតោអំពីបាយសីនេះតើតើក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគេធ្វើបាយសីនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីអ្វីហើយតំណាងអ្វីខ្លះបាទទៅតាមការពិតចេតនានៃការសាងឬក៏ការធ្វើបាយសីនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីសាសនាទេ ដូចជាពិធីសាសនាដែលតេតតងអំពីលទ្ធិសាសនាព្រហ្មញ្ញឬក៏សាសនាហិណ្ឌូឬក៏សាសនាប្រលឹងរបស់ខ្មែរយើងកាលពីសម័យដើមប៉ុន្តែវាអាចចំទៅគឺក្រោមឥទ្ធិពលសាសនាហិណ្ឌូឬក៏ព្រហ្មញ្ញទេហើយទម្លាប់នៃការធ្វើបាយសីនេះគឺមានតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកដែលខ្មែរយើងក៏ទទួលឥទ្ធិពលពីសាសនាបរទេសគឺសាសនាព្រហ្មញ្ញឬសាសនាហិណ្ឌូប៉ុន្តែវានៅតែបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្វីត្បិតតែយើងស្ថិតនៅក្ន
ឬកសនសាសនាពុទ្ធណាស់ធ្វើទៅតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងជំនុំការសប្រាំភាគរយបានគោរពបូជាទៅលើសាសនាពុទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងគឺនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅលទ្ធិសាសនាប្រម៉ាញ់សាសនាប្រលឹងនិងសាសនាព្រះពុទ្ធដដែលអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យបាលីនេះគឺធ្វើដល់ពេល
nực cun đò bụi tê vẹt thành lái đài thất bậc nông than xu được xả sất hai dương sinh khâm tha ca lập nực cun đò bụi tê vẹt thành lái ní cứ bất chỉ bàn nòm máu nâng sẽ gây sốc sẽ gây chầm rán nâng rất thiê lục thiết nâng bôn bà thầm bay thành lái nâng ấm lòng phê ca thơ bị thị ní chẳng bài xây ní cứ kỳ thơ là miên sẵn than xây xây ní cứ không sử dụng mà những cái từ bài xây miền bay rút cứ miền là bay chuẩn nâng bài xây miền pram rút miền là pram chuẩn nâng pram pi rút miền này thay chia tầm đang ở pram pi chuẩn nâng pram bôn rút đập pram rút nâng đập bay rút chỉ đàn và tại đòi ca bình vô liên tiếp tế trên sông lên vô tập bay chấm nốt cứ rút bay chuẩn nâng rút pram chuẩn nâng rút pram pi chuẩn để tầm nàng ở bài bài đó cứ sống sắp đi tỏ tử bài xây miên sẵn thàn chi đàm chế để miên chương tổng rộ bấy cứ chương bấy hai tu bài xây muối mình miên thiền thế tại miên rút tam lập đập đây cái chọn bàn mình chẳng tu bài xây đằng mô nít nông ca tầm nàng lúc cứ chọn sắp đầu trả lời tu phnom bệnh sổ mẹ rồi gặp phnom sổ nề rụ đại chế sắp phnom đại kế bị phô này dạng chú bác nó không là thị sát sát Hindu cái đấy nâng sát sát Phật cái đấy hai tâm sự đề rút nơi này và bà tâm thực tế sát sát thì thay dương mơ đầu này sạch là bỏ dương ý không mà đà bỏng lục dương nó mơ một xuyên như thế này đi đọc nông này thì sát nông này cứ chỉ tê vẹn bỏ rầy cứ chỉ tì con bỏ bộ tê vẹn để mà rút nó lại bơ khuyên tê hai thân nông này miên dạng là phải sát nhạc mạch bà tâm thực tế sát sát thì dây thá sát 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 nôm sơn nề rụt nít cứ chỉ đặt nôm chạm cả vá đặt tăng lên trong cả đào phèn đấy hay chỉ lập nơi than đã sạc rất là bọc bụng tê và đà thành lại nâng bệ đặt thật là không sát na ôm mạnh nâng không sát na phải cốt cọ kê bị coi như đấy ampi nôm sơn nề sơn nề rụt đưa thùng tê sơn mai nít và tái kê bị coi là nít là không tê sơn phải nghỉ chắc trong sông vẫn dốt ampi sát na hindu muốn đưa cả sát na ôm mạnh luôn.
phnom pre so mae cứ chỉ sạch phnom hai cứ chỉ tê vẹt bỏ rấy hai đầm nà ở than sù hai phnom ní cứ tập bàn tro đòi bò rì và phnom chấm luôn tầm pi sen tiệt đại giờ hạ thả phnom sạt tạ bò rì phòn hai cái đó bạn phnom sơn eru ní cứ tro tập ở phnom bay đôi tiết giờ chúng ta phnom tri câu tà phnom tri câu chấn minh ăn tới đi tỏ từ nếu không cá bọ sài bay xây đầm miền trường bay đầm miền trường bay hơi miền bay bay ruột bay bay choán miền đây tha cây trong tầm nang từ lơ mà hà tê chặt bấy cứ bên hà tê cầm pool nếu không sasana cầm mánh cứ cây sầm đầu từ lơ pre Vishnu để chỉ tê vẽ bằng cả lô phong nâng cao pi lô phong nâng pre sê vẽ để chỉ tê vẽ bằng phái nâng tê vẽ phụng cứ chỉ nét sàng lộ chẳng cần ai kể thơ bài xây với sản phẩm bài chuẩn cứ kỳ trong sầm đau từ lưu tê vẽ tầng bài ổng để không sạch sản phụng mánh như là sạch sản hình đồ này cảm ơn tay bà sân chỉ chức bọ sài bài xây bài chuẩn để không lạc thị bà phụng sạch sản phí tư bà tay để không lạc thị bà phụng sạch sản mình nên bài xây mên tích bà tay bà dương bà phụ hỏi bà dương thật được rộng ở thị phụng sạch sản phụng dương tư tầm náng từ lỡ trái xa rộng cùng cứ từ lỡ bật bút bật thô bật xoắn đại bật tự bật xa tiền lái tay tay rộng đức đức cũng đó trái xa rộng cùng lấy chi đà rạc chẳng bởi dân nghĩa mà lỡ bài xây đại miên rút bàm bì chuẩn và bàm chuẩn ta đâm nàng ở vấy đâm không lập thị sạch nà bùm mánh nâng đâm nàng ở vấy tiết đâm không lập thị sạch nà bật bút bài xây đại miên rút phạm chuẩn cứ đầm nang từ lứ than xuống tiền phạm chuẩn rồi bỏ sạch ná phổng mái như cái sạch ná hết đủ để than tì mũi giờ chúng ta than tì rít than tì pí cứ than dạ xá than tì bấy cứ than dạ xà sắc nông than tì bốn than crốt nông than tì bám nông than nỉ ní cứ chỉ than xuống bị sứt để tì rít rót được không lập thị sạch ná phổng mái như cái sạch ná của phật ở sạch ná hết đủ sụp tục tại bây giờ bỏ sai than số tiền phạm chuẩn được nông lập thi của Phật Sasana vĩnh cứ dừng ai tầm nào tới than tiền phạm chuẩn để mình xuất than cha tôm hà chỉ cá nông than ta bạch tầng xá than diêm mía than tóc sĩ tắc nông than nêm mía ở đây và được chứ than số tiền phạm chuẩn cứ rịp rộp được không lập thi của Phật Sasana đó sẽ dừng ai đầm nang bàn tha bờ sân chỉ bài sinh miên chụp bùn phàm chuẩn cứ ai đầm nang từ lơ là thị xa xa phổ mánh có bán ai đầm nang từ lơ là thị là phổ xa xa có bàn đài có phần tái trăm ở chỗ bác tha bài sấy mình miến cá thì phổ là ní nó không là là thị xa xa của phổ tỷ mà giá thì bờ sân chỉ dân sầm kinh bài sấy miên chụp bùn phàm tì chuẩn dừng ai thì phổ là ní từ lơ ca đầm nang tai nó không là thị xa xa phụng mạnh Hindu tại phần nào cứ dưng sau từ lư rút tiền phẩm pi chuan lấy bài sai cứ đầm nang từ lư than su tiền phẩm pi chuan đại gia oai chu tha chít núm sập tạ bỏ để phuẫn mà tết khác cái chúng ta không sập tạ bỏ để phuẫn đại chít than su tiền phẩm pi chuan đại tro núm preso này luôn đi cứ than thì muối chu tha núm thì muối chu tha núm dụ cẩn thố phần này núm thì pi oai chu tha núm ít cẩn thố nông tị bấy bị chúa thật không có rồi vất nông tị bốn bị chúa thật nông sụt sẵn á nông tị pram ở chúa thật nê mân thở rẽ nông tị bảo mối ở chúa thật vì đất tử cá nông tị bảo phí ở chúa thật á sạc cảnh được chứ nấy nông ní kia công trang bảo phí đài chia bò rì vá nấy thông sở đề rú đài chia lập đời tháng bảo phí sất và bảo phụ tề vẹ đài miên và đá sát khắp bảo phê thật ọ bà nít cứ ở chúng ta chỉ đúng sở tạng bỏ được khoản tôi sẽ hỏi ba chiên là không phải xa 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 hình đú dưới tay kinh nghiên kỳ sang là phải xa mình lạc nạc phạm chuan tôi chỉ phải xa bà cô chỉ đám nâng phải xa đềm miên sần than chỉ lạc nạc phạm phí chuan thôi bất tập phải xa đồng là thị giả phụ tập xa xa mết và đây dưới kinh miên nâng đề ca tầm nô tổ rốt là thị xa xa hình đú đáy cứ miên thương đề phạm phí chuan tôi chỉ phải xa mẹ còn dưới đời mà thế nhé chính vì chỉ phải xa phụ tập xa xa tế phần tay sang song krom ethical right thống
nơi xa xa phật tốt nông tây bình luận tiếp nông xa xa hindu để cho mình ai cặp ra thế bản thể nơi xa phật bản thể đoàn thị phẩm tý phật ông chỉ để bằng rốt nông xa xa phật tốt nông xa xa hindu bình chủ gì bản đấy cứ chỉ là cái nào thì say rồi bỏ bài say chẳng kể phá bài say này tăng tài phi sự máy bảo đảm cao máu có hôm đó phải bài chỉ bảo này kinh nơi tập phá bài say trở đại phần tái dương đi phải bài còn này như phật đạo tầm khăn từ lời xa xa phật tốt phần tái miền ca chùa rum phi sự nặng xa xa phong mạnh được như này thì sẽ sống dù bà tầm luôn bài say càng bài chuẩn càng phạm chuẩn càng phạm phi chuẩn để bạn bỏ sai được không từ đây xa xa phong mạnh nên từ đây xa xa phật tốt bà sống ở khuôn bà bên sầm lừa vay tỏ tiết sầm ta lợi vô một số cây cao tiền bà sống ở khuôn.